Xin chào các bạn, các bạn ơi hôm nay mình không có nấu ăn, mình đi mua à, bánh nướng về ăn Đây là một loại bánh nướng rất là ngon à, Cái tiệm này cách nhà mình khoảng một tiếng đó Nhưng ông xã đi làm về rồi ông xã nó để ông xã mua pizza này về ăn Lâu lắm rồi không có ăn à, Cái này là size bự nhất à, Với cái giá tiền là mình mua là 35 đồng, rẻ lắm các bạn ơi Ở dưới mình thì cũng có rất là nhiều tiệm pizza nhưng mình vẫn thích ăn tiệm này hơn À, để mình chia sẻ cái pizza này ở đâu để cho các bạn tìm đến mà ăn thử không phải chỉ bán pizza không mà họ bán nhiều loại pizza khác rồi có chicken wing nè có pasta có rất là nhiều nha nằm ở hướng Santa Clara ở hướng Bắc đó từ San Jose lên cho đó thì khoảng chừng 15 phút thôi à, mình có thể mua một cái mà chia làm hai phần phần nữa là mình đủ thứ hết nè có thịt ha có nấm nè, có cà nè, có ớt xanh nè, đó, rồi cheese nè, ớt, nhiều lắm, rồi hành. Còn cái phần bên nửa này á, là thịt gà, thịt gà nó gọi là gà có tỏi, đó, thì họ cũng bỏ nè, nào là ớt tây nè, hành nè, đó, rồi chi, à, bánh nhìn rất là ngon rồi họ cho những cái loại huế lên nè thơm lắm các bạn ơi, với một cái bánh như vậy đó à, phải nói là rẻ. Là tại vì ở mình nó có nhiều tiệm bán mắc lắm nhưng mà không có ngon. Lâu lâu mình mới ăn một lần. Cho nên mình rất là thích à, cái bánh này mình mua ở đâu để mình lấy cái hộp mình mở ra lại cho các bạn xem ha. Đây nè, cái tiệm nó gọi là Premium Pizza. Đó, đây là số điện thoại nè 408 727 1000 rồi pizza.com nếu mà các bạn muốn mua pizza mà lấy ăn á các bạn gọi trước các bạn chỉ nói ờ à, tôi muốn mấy giờ lấy thì mình cứ gọi trước số một hai tiếng cũng được có người ta làm mình tới giờ mình tới mình lấy ngon lắm các bạn ơi ăn một lần cho biết để một chút ông xã mình ăn rồi mình hỏi ổng có ngon hay không nha hôm nay là mình chia sẻ món ăn bánh nướng để coi nó có ngon hay không ha các bạn trên đường đem bánh về thì cũng xa nhà đó cho nên mình đem về cái mình phải bỏ vô cái máy air fry nướng lại chừng khoảng hai ba phút thôi là bánh nó sẽ giòn ngon nóng như thế này nè các bạn đây là cái chiều dày của cái bánh nè thấy rất là ngon ha đó là một cái này là nó gọi là combination là đủ thứ trong này hết còn bên này thì một cái miếng này thì là gà nè đó thì một cái pizza vậy người ta cắt khoảng 8 miếng tới 10 miếng một cái này thì có phải là khoảng 3 tới 4 người ăn miếng hết bây giờ mình đi qua cái tủ mình lấy nước ngọt sẵn mình khoe cái tủ lạnh nhỏ của mình luôn nha các bạn bây giờ thì ông xã mình ông ngồi ông ăn pizza thấy ngon lắm các bạn nhưng mình thì chưa được ăn là tại vì mình phải qua bên cái tủ lạnh mình lấy nước uống sẵn đó mình khoe với các bạn cái tủ lạnh luôn nha đó các bạn thấy mình có hai cái tủ ha một cái tủ lớn và một cái tủ nhỏ cái tủ nhỏ này mình mua ở Best Buy á cũng hai ba năm rồi tiền và lợi lắm các bạn ơi để mình đựng nước uống đó thì mình không có bỏ vô cái tủ mà để thức ăn sợ nó hôi á với rồi bắt tiền lắm khi mà mình lấy đồ ăn á không có đủ chỗ cho mình để ở đây mình sẵn mình khoe nè à, đẹp quá không các bạn cái này của bé trang á đi việt nam về tặng cho mình à, cái chỗ này mình để là tạm thời thôi mình phải kiếm cái bàn về chỗ khác mình để à, rất là đẹp có trầm hương nè mình đốt trầm hương ở đây nè các bạn ở đây phật bà quan âm nè rồi cái mình có cái chuỗi nằm ở đây nè đó rồi mình có thể đốt ngang ở đây nữa nè đẹp quá các bạn ha à, không biết mua bao nhiêu nữa mình không có hỏi tại vì tặng cho mình nó mình không có hỏi chậu này chậu hoa nè dễ thương quá mình để ở đây ha đó giờ mở tủ này coi mình coi có gì nha các bạn đây cái tủ này đựng được nhiều lắm các bạn ơi nhiều lắm mình chỉnh nhiệt độ được nha mình chỉnh bây giờ là 37 độ nè rồi nó có chỉnh lên chỉnh xuống nè tắt đèn nè đó hay giữ độ đó rồi trong này cái mình sắp mấy cái đó cái rác này nè tùy theo mình thôi nó nhưng mà chia phần ra thí dụ ông xã mình uống bia thì ông để đây mình uống nước ngọt mình để trên kia rồi uống nước lạnh giống như mình chia phần ra của ai vậy đó để mình biết để mình hết rồi mình chắc cho thêm ở phần trên này là của mình bạn ơi đây là cái hũ mấy cái chai xăm của mình uống nè không phải chai xăm mà gối xăm cái này mình uống cũng lâu rồi cũng tốt lắm mình mua ở Amazon hoặc là mua Costco rồi cái qua đây mình chia sẻ một cái tủ cũng xả mình nữa nha sẵn mình khoe với các bạn luôn cái đây là cái bàn rượu của ổng không phải của mình nha ổng đồ để đâu là phải để đó đừng có dời dời á ổng kiếm không ra ổng la cho nên cái này là của ổng sống với nhau vợ chồng phải biết ý với nhau cái của ai thì để đó đừng có đụng vô đụng vô mà hỏi không biết đường là thôi rồi đó cãi nhau một hơi là thôi là công cẳng chạy đây là cái tủ rượu công xã mình đây đó đẹp không rượu của ông nè mình không biết mấy cái vụ này đâu tự mua tự diễn tự uống còn hết đừng hỏi không biết câu trả lời nhiều khi đi có hỏi nhà còn rượu nó đâu biết biết được chết liền đó rồi bên này cũng rượu nữa nè cũng có đèn luôn rồi ly Vậy đó rồi bên hông mà mình bỏ thêm uh, rượu gì đó không biết nữa rồi kẹo chất lết để ăn rồi uống rượu gì đó mình không uống mình không biết đó cái tủ này nếu mà các bạn muốn mua những cái tủ như vậy đó sau cái mùa lễ uh, New Year là Costco bắt đầu bán các bạn đi mua đi rẻ lắm bền lâu mình vui vui một chút nha các bạn để khỏi có căng thẳng hôm nay á, là mình review cái pizza chứ không phải review TV tủ lạnh nhưng mà thôi sẵn á mình review luôn cho vui mình nói mấy cái này mình mua ở đâu cái tủ mà mình đựng TV đó các bạn cũng Costco luôn nhà mình là Costco không à, cái này này nha nó có cái sưởi đó mình on mình off mình tắt nhưng mà nó không có ấm nó chỉ cho đẹp thôi rồi đây là một cái cái đồng hồ này các bạn biết nó bao nhiêu năm không nó đi theo mình là mấy chục năm rồi đó cái này của hãng thomas view uh, lâu lắm rồi từ một chín chín mươi sáu tới giờ đó đó là cái cái đồng hồ nhưng mà mình không có chỉnh giờ nha các bạn cái đồng hồ này là một cái đồng hồ không bây giờ là 6 giờ đúng qua năm sau mà nó có lên 7 giờ hay là nó xuống 5 giờ mình cũng không có chỉnh vì vậy cho nên cái góc này là cái góc cái góc đồng hồ là cho mùa đông thêm một cái đồng hồ nữa là trên tường cái đồng hồ trên tường là đồng hồ của mùa hè cho nên các bạn ơi bắt trước mình đi dặn đồng hồ mệt lắm leo lên leo xuống có ngày té gãy giò cho nên nhà mình có hai cái đồng hồ một cái mùa đông một cái mùa hè có lý ha các bạn ha Các bạn ơi hôm nay đúng ra là mình review pizza Chứ không phải là review cái tủ đồ của mình nha Nhưng mà mình sẵn đây thôi Mình khoe luôn đi cho nó vui Đây là cái tủ mà Những cái tượng mà gọi là practice moment của mình Nó mấy chục năm Từ lúc mình lấy chồng là năm mấy đó Không nhớ Già rồi quên rồi Đây là những bức tượng của mình nè Đó đẹp lắm các bạn ơi nhiều lắm nha rất là nhiều luôn các bạn mà xem rồi các bạn sẽ mê rồi các bạn nói cô hồng ơi cô hồng quay từ con từ con cho con xem đi. Trời đất ơi, quay từ con chắc chết quá. Nhưng mà có cái này nè. Muốn quay cho mấy bạn xem nha. Cái này mới là đặc biệt hơn nè. Đây. Cái chỗ này nè. Cái chỗ này mới là hay nè. Giờ nghe, nghe cô hồng nói nha hồng. Thấy hai người đứng chào nhẫn cho nhau hôn. Anh có một chiếc em cũng có một chiếc rồi bên này nè cô dâu phụ nè rồi bên này có Green boy nè nó cầm cái bảng nó nói vậy nè I will love you always nhưng mà tại vì bây giờ lớn tuổi già rồi đọc không ra chữ nữa đọc một câu trở lại là I will let you go anywhere đó già rồi cũng vậy đó đọc không có ra nghe có mắc cười không các bạn cười bể bụng luôn cô hồng này vui tánh lắm mà nói chuyện mắc cười quá thích nghe cô hồng nói chuyện có nhiều người nói vậy á nếu cô hồng có cho thấy mặt đi thôi các bạn đừng có muốn thấy mặt cô hồng đây là mấy cái tượng của baby á cho ngoại của cô hồng á hồi lúc nó còn nhỏ đó mẹ mua rồi cái để tới giờ luôn nè đây quá trời luôn ha các bạn ha thấy thích ha các bạn rồi bây giờ mình qua cái chỗ khác ha để cho ông xã mình Ông ăn pizza đi rồi lát mình làm xong rồi mình ăn sao đây đây là những cái tượng mà của ổng đó ông xã mình đó ổng mua đó hồi lúc mấy chục năm về trước đó ổng đi uh, disney world đó nó ra mấy cái này nè nếu các bạn muốn biết cái này hồi năm nào á các bạn lên mạng đi chứ giờ hỏi mình mình không nhớ đâu cái phim Shark đó đó thấy không có cái con gì đó mình cũng không nhớ nữa bây giờ mình loát loát cho các bạn coi cái hình của mình với ông xã mình chụp mấy chục năm về trước nha hồi mấy chục năm về trước còn đẹp trai đẹp gái chứ bây giờ đẹp lão đó đó thấy chưa hai người chụp nè đó thấy không đó chỉ có vậy thôi à hết rồi không còn gì nữa để uh, uh, chia sẻ với các bạn Ủa nhưng mà còn một cái nữa để mình xuống dưới kia mình quay cho các bạn xem luôn một lần đây 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 là cái gì đây các bạn ơi đây là cái tủ của ông xã mình à xe hơi ông xã mình rất là mê xe hơi nha ổng mà có tiền mà cho ông mua xe cái đó là ổng thích nhất cuộc đời của ông xã mình chỉ có hai cái mà ổng thích nhất thôi đó là xe nhà sông bây giờ mình tới cho các bạn xem cái tủ xe ổng là xe gì những cái xe này nè các bạn ơi tiền không mỗi một chiếc các bạn biết ổng phải đi mua bao nhiêu lần không bao lâu mới được một đống xe này không mỗi một chiếc xe này các bạn biết là bao nhiêu tiền không nói ra các bạn không sợ nữa thì thôi đó từ chiếc nhỏ cho đến chiếc lớn nào giờ mình quay từ từ cho các bạn thấy nè các bạn thấy con gà không nhà mình nó con mình nó hai đứa tủ con gà một đứa tủ con ngựa đó thấy không suốt ngày một đứa thì nó gái ỏ o tôi điếc lỗ tai còn một ngày một đứa thì con ngựa nó chạy vòng vòng tôi cũng chả, sợ không nổi luôn nói cho vui cười một chút nha các bạn còn đây là mấy cái mickey Mouse nè đó xe bây giờ lên là xe một tuần hai tuần ba tuần bốn tuần toàn là xe không không biết là ông phải tốn bao nhiêu tiền để mua mấy chiếc xe này, mấy chục năm rồi chứ không phải mới mua nha các bạn. cho nên đối với ông xã mình á, cái này là cái uh, sự thích thú của ông á, cái happy của ông á. nha yeah, thấy đã không? từ 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 cho các bạn xem ha. cái này đàn ông con trai mới thích chứ đàn bạn gái không ai thích đó. Nữa đàn bà con gái chỉ thích bóp LV nè, Gucci nè, cái gì gì đó ai biết. Đó, mấy chiếc xe nè. Nhiều lắm. Đó. Đẹp hả các bạn ha? Đó. Mấy chiếc xe này mà có tiền mà mua hả? Chắc không có đâu. M mơ. Là mơ. Bây giờ mình mới nói cho các bạn nghe nha mỗi một chiếc xe mà ông xã mình mua nè rồi mình đi mua tặng chồng nè mỗi một chiếc là ba chục đồng trở xuống đếm đi đếm hết cái tủ này của ổng đi rồi chỉ có vậy thôi hà thôi bây giờ mình đi ăn nha các bạn bé bụng quá rồi hôm nay là một ngày mình tự nhiên muốn quay như vậy đó chứ không có thích quay nhà mình đâu nha bây giờ mình đi ăn nha các bạn